Rồi bây giờ bé Ray sẽ quay, hôm nay bé Ray ăn món nào nha, chịu không? Ok, rồi bây giờ mẹ cho bé Ray quay đi. Bắt đầu. Bấm lại cho bé Ray quay đi. Rồi bé Ray quay đi, quay đi con. Hôm nay con ăn món nào con bấm đi. Rồi. Món nào đây? Trứng bồng bềnh. Rồi. Thôi con quay rồi, không có la. Con quay món này nha, chút xíu con ăn món này nha. Trứng bồng bềnh nha. Không biết nha. Rồi bây giờ ba ra ba làm món trứng bồng bềnh cho con ăn nha. Xin chào các bạn, bây giờ mình sẽ đi làm món trứng bồng bềnh cho bé Ray nha. Ok, theo mình vô bếp nha. Here we go. Bây giờ mình sẽ làm cái món trứng bồng bềnh các bạn. Món này thì mình cần đường, muối, hai quả trứng, máy đánh trứng. Nếu mà không có máy đánh trứng, mình đánh bằng tay là gãy tay nha. Bơ. Ok, bây giờ bắt đầu. Rồi, sau khi mà mình đã tách cái chồng đỏ với chồng trắng ra đó các bạn. Đây, chồng trắng. Đây, chồng đỏ. Bây giờ mình sẽ xử cái chồng đỏ trước. Các bạn sẽ cho vô đây một ít muối. Tí xíu muối thôi nha, đừng nhiều quá các bạn. Không, nó mặn lắm. Cái này thì mình dùng muỗng đánh đều lên. Các bạn đánh cho muối nó tan với hột gà nha. Bánh 1000 vòng nha bạn. Vòng rồi. 600 vòng. 700. 800. Nó vẫn chưa bọc. 900. Chưa thấy nó bồng luôn. 1000. Nếu mà đánh 1000 mà nó chưa bồng thì các bạn cứ đánh tiếp, đánh cho nó bồng rồi. Trắng mà nãy mình mới vừa đánh vô trong cái chồng đỏ nha, các bạn đổ nó vô. Các bạn đừng có trộn mà mạnh tay quá, trộn vừa thôi, không nó hết phòng nha. Mình trộn cho mà cho thấy cái màu vàng á, nó lấn át cái màu trắng là ok. Đây, các bạn thấy không? Và có một lưu ý là ngay khi mà vừa đánh xong, các bạn phải đem đi chiên liền. Nếu mà các bạn để lâu quá là nó sẽ bị xẹp xuống nha, nó không còn bồng nữa. Bởi vì mình đánh bằng máy nên rất là mềm các bạn. Nếu mà đánh bằng tay thì nó sẽ lộn cợn hơn, nhưng mà không sao. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại nha các bạn. Nhớ là mở lửa nhỏ thôi. Ok, rồi. À, các bạn thấy không? Tuyệt vời ở mặt trời. Bông 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 bông. Bông bền. Ray, đây là trứng bồng bềnh của bé Ray. Ây da, đừng con, từ từ con. Từ, thử hả, muốn thử hả, muốn thử liền hả? Ok, đâu để bà cắt ra thử nha. Yeah. À. Rồi, bây giờ mẹ cho bé Ray ăn đi. Thơm quá ha. Mẹ thử coi nóng không? Rồi bé Ray ăn đi bé Ray. Con ăn đi. Sao con? Ngon không? Ray, ngon không con? Ngon không? Nope. Không thích hả? Hồi nãy con quay nha, con tự con quay con chọn món này con ăn nha. Con phải ăn nha. Ê, bà thấy rõ ràng nha. Bà thấy rõ ràng nha. Ăn hết nha, không có chơi kiểu đó nha. Này là tặng kèm nha. Thấy con ăn trứng ngon á, tặng cho con cây đậu que. Ê, đâu rồi, cái miếng trứng đâu rồi? Ghê quá, ghê quá. Cái là con chê không ngon phải không?